Logo vương miện này bên trong sẽ có 3 viên kim cương hột xoàn thiên nhiên mà Kỳ Lân tuyển chọn, và tất nhiên chắc chắn rằng đã là vàng và kim cương thì phải có giấy kiểm định, giấy phân tích thành phần vàng để biết vàng là bao nhiêu phần trăm vàng và giấy kiểm định là vàng gì, và đồng thời phải có giấy kiểm định của những viên kim cương hột xoàn này là kim cương gì và kích thước là bao nhiêu. Đầu tiên thì Kỳ Lân phải đi đến nơi trung tâm có máy quan phổ để Kỳ Lân phổ tuổi vàng là bao nhiêu phần trăm vàng. Giấy này là dành cho hầu như những cửa hàng làm là bắt buộc phải đi quan phổ để biết chính xác vàng của mình đủ tuổi chuẩn chưa. Và sau đó Kỳ Lân sẽ đến những trung tâm được cấp phép kiểm định và có giấy chứng nhận cho mình luôn, như là của Doji, Lưu Lab hay là SGC vân vân. Thì đây, Kỳ Lân đã đến trung tâm của Doji và bên Doji đã nhận và ghi rất rõ thông tin nhận ở đây. Lúc mà trung tâm kiểm định nhận sản phẩm của mình thì họ sẽ ghi rất rõ ở chi tiết mô tả là phụ kiện kim loại màu vàng gắn đá là 3,89 gram, và sau đó họ sẽ ghi kết quả vào cái kết quả ở dưới là kết quả giám định là kim loại quý với logo vàng vàng, và trong đó 3 viên kim cương tự nhiên, hình dạng và kiểu chế tác tròn kiểu kim cương 1 ly 2 1 ly rưỡi. Thì vì sao mà có 1 ly 2 1 ly rưỡi là bởi vì trong logo vương miện này có 3 viên kim cương, hai bên là 2 viên 1 ly 2 và ở giữa là viên to hơn 1 ly rưỡi. Tiếp sau đó thì Kỳ Lân lại tiếp tục đến một trung tâm nữa, đây là trung tâm Lưu Lát. Mỗi trung tâm á đều có, sau khi mà giám định kết quả xong á thì đều chụp hình đúng sản phẩm đó và đưa vào giấy kiểm định. Đây là cái huy hiệu logo vương miện trên cổ áo theo của Kỳ Lân, và ghi cái mã số vào giám định ở trong cái giấy kiểm định này luôn, ký tên đóng mộc dấu. Và trung tâm kiểm định Lưu Lab cũng vậy, trung tâm nghiên cứu và ứng dụng ngọc học Lưu Lab ở đây ghi cũng rất là chi tiết luôn, là kim cương tự nhiên và có 3 viên trong suốt 19,23 CTS, và hình của sản phẩm cũng được chụp hình và đưa vào giấy kiểm định, và sau đó ký tên đóng mộc dấu của công ty mà giám định này. Mỗi chiếc áo polo KL của Kỳ Lân Luxury khi giao đến tận tay của khách hàng thì đều phải có giấy kiểm định vàng và kim cương Lưu Lab hoặc là Doji. Vâng, và như vậy là video clip Kỳ Lân giới thiệu về chiếc áo polo KL của Kỳ Lân đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân xin trân trọng cảm ơn tất cả các khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân, và Kỳ Lân kính chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury trong những dòng sản phẩm sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu. Thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.